Con yêu Chúa quá muộn màng, lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ. Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trễ, Chúa ở bên trong tâm hồn. Còn con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó. Chúa hiện diện ở trong con nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa Chúa. Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con. Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Trên đây là một đoạn trong quyển Tự Thú của Thánh Augustino, vị thánh giáo hội mừng kính hôm nay. Sau khi ăn năn trở lại, Ngài đã nhận lãnh phép rửa vào năm 33 tuổi. Chỉ sau đó 3 năm Ngài được phong chức linh mục. 5 năm sau đó, được đề cử làm giám mục thành Hippon. Duyệt qua cuộc sống của Thánh Augustino, chúng ta có thể nói, Ngài là một tội nhân đã trở thành thánh nhân nhờ được Thiên Chúa đến gõ cửa lòng bằng câu nói mạnh mẽ của Thánh Phaolô: "Ưng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô, nhưng hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô." Và kể từ đó, có thể nói được là tình yêu Thiên Chúa không bao giờ buông tha Ngài. Trái lại, tạo trong tâm hồn Ngài một sự khắc khoải và khao khát để đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngoài lời mời gọi và thôi thúc của tình yêu Thiên Chúa, quãng đầu cuộc đời của Augustino, một tội nhân trở thành thánh nhân, có lẽ được vẽ lại bằng những nét chấm phá và những bàn tay cộng tác với ơn Chúa trong việc hoán cải như sau. Trước tiên, cường độ của sức sống nơi Ngài trên con đường thụt lùi xa lìa Thiên Chúa, cũng như cường độ mãnh liệt hơn của sức sống ấy trên con đường tiến về Thiên Chúa. Tiếp đến, những dòng nước mắt sầu đau và những kinh nguyện thành tâm của mẹ Ngài, bà Thánh Monica, dâng lên Thiên Chúa trong kiên tâm, bền chí ròng rã bao năm trời. Và sau cùng là sự hướng dẫn tận tình của Thánh Giám mục Ambrosio. Tất cả những yếu tố trên cộng lại đã giúp chuyển tình yêu cuộc sống thành một cuộc sống cho. Và vì tình yêu, như thánh nhân đã tự thú trong đoạn sách được trích dẫn ở trên: "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ. Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung.